Vậy là mình đã hoàn thành xong món rau khoai lang luộc và mình sẽ chấm cùng với mắm cáy pha với tỏi, rất là ngon. Đây là một món vô cùng đơn giản mà sẽ giúp rất là tốt cho sức khỏe, mà nấu lại còn khá là nhanh. Bây giờ mà mọi người cùng thưởng thức món ăn này của gia đình mình. Công thức thì mình sẽ để chi tiết ở bên dưới phần bình luận. Mọi thắc mắc mọi người hãy dừng lại lần mà để lại ý kiến ở bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cách làm một món rất là đơn giản, đó là rau khoai lang. Rau khoai lang luộc. Mình đã nhặt sạch phần rau. Mình đã có một cái phần rau rất là tươi như thế này. Rau lang này thì ăn rất là nhuận tràng, rất là tốt cho sức khỏe, cung cấp rất là nhiều chất xơ. Mình sẽ đặt lên bếp một cái nồi nước, mình sẽ đun sôi lên. Chuẩn bị cái phần mắm để nước chấm để chấm. Đây là phần mắm cáy, mình sẽ chấm với mắm cáy và cho thêm phần tỏi. Sẽ cho vào nồi một chút muối để luộc rau được xanh hơn. Nước đã sôi, bây giờ mình sẽ cho rau vào nhé. Rau này cũng khá là nhanh chín, mình sẽ chỉ cần luộc trong vòng 3 đến 5 phút. Thank you.
quấn vào cái khoai này xem đã chín được chưa. Sau này thì mọi người nên luộc mềm mềm một chút để ăn thì sẽ ngon hơn. Tắt bếp và bây giờ mình sẽ cho rau ra đĩa.